chủ đầu tư Vinhome Grand Park mở bán giỏ hàng căn hộ tầng 2 The Origami với mức giá ưu đãi từ 1,4 tỷ căn, áp dụng chính sách Vinhome Priority hỗ trợ mua nhà không đồng vốn. Sở hữu căn hộ The Origami Vinhome Grand Park tại tầng 2 với không gian cây xanh, hồ bơi, thu chọn cả công viên nội khu xanh mát trong tầm mắt quan sát con nhỏ chơi bên dưới. Về di chuyển cũng thuận tiện khi ít tốn thời gian đợi thang máy. Cho thuê hoặc kinh doanh cũng thuận tiện. Các gia đình có người lớn tuổi hoặc con nhỏ cũng ưa chuộng căn hộ tầng 2 The Origami Vinhome Grand Park do đi lại thuận tiện, không cần phụ thuộc vào thang máy và chờ đợi. Mua hộ tầng 2 The Origami Vinhome Grand Park có thể ở và kết hợp kinh doanh do thuận tiện về vị trí và khách hàng dễ tiếp cận bằng đường cầu thang bộ hay thang máy. Các chủ shop tầng trệt mua để nghỉ ngơi bên trên, kinh doanh bên dưới. Hay đơn giản là cho các chủ kinh doanh khác thuê treo biển quảng cáo vì vị tầng 2 là vị trí đẹp nhất, dễ nhìn thấy nhất.